Rồi bây giờ sau khi đã chỉnh sửa xong hết trơn rồi, mời tất cả quý cô chú anh chị mình cùng chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp của chị Xuyến sau khi làm chân mày và làm môi nha. Nhan sắc và rồi chị nhìn từ phải qua trái đi, nhìn từ phải qua trái, nhìn đó chứ không phải là con mắt. Nghiêng quá. Đúng rồi, rồi từ phải qua trái. Rồi. Từ đẹp của chị Xuyến nữa xong rồi em người tóc thừa bạc chút. Phải ngậm tóc nữa rồi. Rồi bây giờ ngước lên gì cái ơi. Ngậm tóc xuống. Ngậm tóc xuống. Ừ, đó. Tóc phải bạc nha. Thấy chân mày thấy rõ nè. Đó đúng rồi, ngậm xuống. Liếc qua phải coi. Rồi, liếc trái rồi, quay trái. Quay trái coi. Quay đằng trước. Rồi. Quay đằng sau. Bước lên rồi đã nhận dạng khuôn mặt xong rồi, nhận dạng khuôn mặt xong rồi đó, giữa làm cái khuôn sao rồi bây giờ vô chào chị về rồi, tiễn chị về nha, tiễn tiễn chị Mai Lam về về nè, chị Lam về đi sẵn ra chị có cái YouTube chị nói cái chân mày của Xuyến không phải là bên cao bên thấp mà do cái cơ mặt của Xuyến, thứ nhất thứ hai nữa là cái góc chân mày nè nó bị cao thấp, nhưng mà giờ mình đã chỉnh lại rồi thì nó cũng không, nó không phải là cao thấp, không có gì hết, là do cái đầu chân mày và do cái hốc mắt. Nếu mà gặp Xuyến ở ngoài đời thì mọi người sẽ biết được cái hốc mắt của Xuyến nó rất là khó làm, thì đến khi mà mình tiến triển mà mình dặm lần hai thì chỗ nào có khuyết điểm gì thì mình sửa khuyết điểm đó. Tại bởi hút đêm biết con mắt nó hụt mắt nó hụt quá. Nó sao như vậy, khi mà chỉnh lại thì nó đâu có bên cao bên thấp. Đúng rồi. Hiểu không? Đó. Không có bên cao bên thấp đâu mọi người ơi, tại vì do với lại do máy quay, do có quay nữa nha mọi người. Xuyến nói chuyện lúc nào con mắt bên này cũng giật lên vậy nè. Tại thấy hay thấy trai đẹp ư giật lắm á. Đó bây giờ là điều rồi đó. Chập tỉnh là điều à đó. Cái này là mới chỉnh cũng có, hồi lúc nãy cũng bên cao thì mình phải chỉnh lại nha mọi người. Chứ mình làm mà phun à. Chị em về ha. Cảm ơn chị cái đó đi chị nè. Cảm ơn chị đi. Sao mà cao thấp rồi con mắt bù lệch, không phải là do cái cổ Xuyến một phần, với thứ hai thì lúc mình xăm mình ngồi dậy mình quay liền thì góc quay nó sẽ thấy là cao thấp, khi bây giờ chỉnh lại rồi thì thấy là bình thường nhau. Đúng rồi mọi người, không còn cao thấp nữa. Quay ấy đó là mọi người, cái cơ mặt nữa, cái Xuyến nó chỉ ưa cái nhích cái chân mày bên phải trái lên nên là nó sẽ có hiệu ứng là như vậy. Nhưng mà khi mà bây giờ nó là cái màu nó còn đậm, cái màu nó đậm thì nó sẽ như vậy, khi mà mình lợp nó ra rồi nó hài hòa với nó cái lông của mình, nó sẽ đều đó. Phun xăm là phải như vậy, còn dính màu nó lem á. Đúng rồi, nó chưa đều. Rồi cảm ơn chị đi. Thôi bây giờ chị về Bình Dương nha. Sẵn đây, sẵn qua đây chị đọc lại cái địa chỉ với lại số điện thoại đi chị Lam ơi. Ủa, chị ở 0986 828 739, chị ở Bình Dương. Chị ở Phun Xăm Mai Lam Bình Dương đó. Nha. Chị làm việc rồi thì khách đến thì làm khách quen thôi, còn chị em nào thích chị làm với phong cách mà người trong nhà thân thiện vậy thôi, chứ còn nói về BA mà để sống về nghề khâm xăm thì chị không phải là sống về nghề khâm xăm. Chị còn có nhiều cái chuyện khác chị làm chứ không phải riêng chuyện này đó. Cái này là làm niềm vui đi, làm niềm vui với chị, làm đẹp thì chị em nào lại làm thì chị em lại làm cũng ủng hộ chị gì đó. Tới nói chung là chị Mai Lam là có duyên với chị Xuyến đó. Chỗ đó cuối là muốn đẹp như Xuyến hãy đến với Lam. Muốn đẹp như Xuyến hãy đến với Lam, đúng rồi. Chốt đi chị. Đây là làm đẹp từ tâm, là thích yêu nhân vật này, mình đến mình ủng hộ, mình không phải từ thiện mà không phải từ thiện mà cho chúng mình ấy đâu. Bạn không, cụ chị cũng không muốn nổi tiếng không muốn gì, chị là cái mình thích nhân vật là mình xuống là mình cái tính mình mà cái tính của chị thích cái gì là chị làm cái đó. Dạ. Chứ không phải là chị cũng không là đại gia, chỉ là một thường thôi. Nhiều chị nói ủa cái tiệm tóc mà sao gọi là đại gia nghe khiếp, không phải, chị đâu có nói là chị đại gia, do mấy anh YouTube rằng chị là đại gia. Chị là một người rất là bình thường, nhưng mà do yêu cái nhân vật này xuống để thỏa cái lòng vậy thôi. Rồi cảm ơn chị Lam rất là như vậy nha mọi người nha. Rồi hay không phải là mạnh thường quân tài trợ gì hết, không cho chị một cái gì hết á. Chị cứ xuống xăm cho Xuyến để nhiều khi đi quay đồ á, chị thấy nó dễ thương xíu, chứ thấy nhiều khi chị thấy những cương trẻ nó sẽ không được như người khác làm cho em, rồi hình như nó sụp sệ á, thì thấy nó không được hài hòa. Thôi chị làm như vậy thôi để cho em có một cái khuôn mặt nó sáng sủa hơn xíu. Còn nói về mà để làm cho đẹp trên này trên kia thì phải xin một lần nữa mới đẹp như mọi người. Cảm ơn chị Lam nhiều nha. Tết rồi bây giờ có lấy đồ giúp chị không? Xe kìa. Rồi phụ chị lấy đồ kìa. Đồ chị. Đó. Bây giờ dọn đồ nè. Về nha. Cái mai đi em thì qua Tết gặp. Rồi về hả ha. Chị như nãy đó. Dạng sự như ý, tiền nhà như
chị được mấy ha, chị tâm chị quá là mọi người thôi bớt khẩu nghiệp nha. Cái này là tôi chỉ là hâm mộ nhân vật này, tôi xuống làm vậy thôi chứ không có gì hết nha mọi người. Không phải mạnh phần quân mà cũng là không phải là đại gia luôn. Vậy không mà bé không đó. Để cho nói chung là chị Lam rất là vui vẻ cô chú chị ơi. Đó giờ mình tiễn chị ấy về nè chị Xuyến ơi. Đó. Về nè. Đó. Dắt cái đèn, dắt cái đèn, dắt cái đèn. Rồi. Em cầm cái đèn với cái giỏ chị. Cái này vui vậy đó nè, chị đâu sản của chị, đâu muốn hỏi chị gì đâu. Của em, của em. Của em, cái nào của chị cứ gom còn để lại của em. Mọi người thương được cái nặng nhẹ cho mọi người nha. Đúng không của chị? Rất là... Mọi người thương chị không mà. Đây, 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 đây. Chị lấy cái này. Chị làm rất là khéo léo rồi cô chú anh chị. Của anh chị em nào nha. Nè. Rồi để đi, để lại. Rồi. Đâu như thích cái đèn đâu, ra tiếp. Đèn cái nè. Để chúng về xe lại. Rồi, cái giỏ của chị nè, em xách tiếp chị cho. Cái này, cái giỏ này. Rồi, cái tay tạm biệt đây. Nha, chị về nha. Rồi, không được rồi. Rồi. Đang khúc à, đang khúc rồi. Bye bye. Rồi, chị làm gì khỏe ha. Rồi, chị đòi Gia Bình Dương về quý vị ơi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chị làm gì khỏe nha. Gia Bình Dương không hè. Nó là người rất là bình thường. Chị làm rất là xinh nha. Tôi để cho cộng đồng mạng không hiểu. À, cộng đồng mạng không hiểu rồi cái gây ra hiệu ứng xấu cho kênh mấy em nữa đó. Dạ. Thế là chị rất là bình thường nha. Cái này là yêu nhân vật này là tới xuống làm để nói chung là dặn đi du không nhìn chị Xuyến như chị làm thì có nét giống giống á, có nét hào hào. Hai chị em ha. Giống như hai chị em sinh đôi ha. Như hai giọt nước vậy. Như hai giọt nước. Chứ mình yêu nhau thương nhau không hết thì cứ được để nói với lời bao lòng lắm người ơi. Thôi giờ chị về Bình Dương chắc rồi. Cũng khoảng 10 giờ 11 giờ tới yeah. Rồi mấy em ở lại mạnh giỏi nha. Rồi, chúc chị hưởng lộ bình an nha. Hưởng lộ bình an. Mong rằng là sau này có những nhân vật mà mấy anh em có quay mà chị có duyên thì gặp lại chị lần nữa nha. Xuống làm lần nữa mà. Chị. Rồi thôi chào chị nha. Rồi. Trời hộp cái áo quá vậy. Tóc chân tóc. Rồi quay lại lại hai chị em đứng giữa xe đi. Rồi rồi. Đẹp đẹp đẹp. Ra sáng khác ha. Tại vì do giờ nó đậm lắm. Đậm. Phải lột hộp. Dạ bữa lột cái ha. Lột cái chỗ này không có là chị xuống làm lần nữa hả chị? Chỗ này chị chỉ làm lật lợt thôi nên chỗ này nó sẽ không có màu. Rồi chỗ này là cái lông thật của em là ra nó. Rồi, cảm ơn chị nha. Đứng sát vô, đứng sát vô chị. Rồi, nè chụp tấm hình nè, hai chị em cười chụp tấm hình nè. 1 2 3 Tạm biệt Cần Thơ nha. Rồi. Rồi, bye bye tất cả mọi người luôn. Rồi, chào chị.